Hot News Service. Top 10 mỹ nhân Trung Quốc đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Không chỉ xinh đẹp về nhan sắc mà sự nghiệp diễn xuất của dàn mỹ nhân này cũng được giới truyền thông quan tâm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu top 10 mỹ nhân Trung Quốc đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay nhé! Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ Trung Quốc. Năm 2006, cô bước chân vào làng giải trí và dần dần thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Cô nàng được khán giả đánh giá là diễn xuất rất tự nhiên, nhập vai rất phù hợp với tất các loại vai diễn, từ ngây thơ hồn nhiên cho đến lạnh lùng độc ác, không có vai nào làm khó được cô. Một số bộ phim đã làm nên tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh như Sam Sam Tới Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Chu Tiên Thanh Văn Chí. Và đặc biệt bộ phim gần đây được nhiều khán giả mong chờ nhất đó là bộ phim Hữu Phỉ. Nhan sắc và thẩm mỹ thời trang của cô nàng ngày càng được giới truyền thông quan tâm. Nhiều nhãn hàng nổi tiếng đã tìm đến cô để mời làm đại diện. Bên cạnh nhan sắc, cô còn là một trong những diễn viên có sự nghiệp thăng tiến. Năm 2016, với vai diễn trong bộ phim Hoa Thiên Cốt, cô vinh dự được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 22. Cùng năm đó, tại nơi quê nhà của mình, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành đại sứ du lịch tỉnh Hà Bắc. Dương Mịch. Nàng Bạch Thiển Dương Mịch là đại diện điển hình của người phụ nữ hiện đại, rất đa tài khi vừa là người mẫu, vừa là diễn viên, vừa là nhà sản xuất phim tài ba. Từ nhỏ, cô đã tham gia đóng phim và để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng khán giả với gương mặt xinh đẹp. Cô là một người nghiêm túc trong công việc và biết phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Dương Mịch không ngừng học hỏi để nâng cao khả năng diễn xuất của bản thân. Dương Mịch góp mặt vào thành công của nhiều bộ phim đình đám như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Tiểu Thời Đại, Thần Điêu Đại Hiệp, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Họa Bỉ Hai. Bản thân cô với vai trò là một người sản xuất phim cũng giúp đỡ rất nhiều diễn viên khác. Dương Mịch luôn có cho mình thần thái và khí chất riêng biệt, khi diễn xuất khó ai có thể sánh bằng. Dương Tử. Cô nàng tham gia đóng phim từ bé với nhiều thể loại như phim truyền hình và các bản điện ảnh. Dương Tử có bộ sưu tập giải thưởng khiến khán giả ngưỡng mộ. Năm 2018, cô tham gia bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương. Bộ phim gây nhiều tiếng vang lớn và là một trong những bộ phim Hoa ngữ thành công nhất năm đó. Nhờ thành công của phim, cô mang về cho mình nhiều giải thưởng lớn, đặc biệt là giải thưởng nữ thần của năm. Bên cạnh đó, vào năm 2019, cô nàng lại làm bùng nổ mùa hè với bộ phim Thân Ái Nhiệt Ái. Khán giả đã rất khâm phục tài năng diễn xuất của cô. Dương Tử càng ngày càng xinh đẹp và tài giỏi, không hổ danh là nữ thần trong lòng hàng triệu fan hâm mộ. Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu cho mình một gương mặt xinh đẹp với vẻ có đôi nét lai Tây dễ dàng thu hút người khác. Cô nàng gây ấn tượng với khán giả từ những vai diễn tiềm năng của mình. Năm 2017, cô tham gia bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và thành công rực rỡ. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đã đánh dấu một bước ngoặt đưa Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng trong sự nghiệp, mặc dù cô chỉ vào một vai phụ trong phim. Cô nàng có vẻ đẹp tự nhiên và diễn xuất rất tốt nên được khán giả yêu thích. Cùng năm 2017 đó, cô đã nhận về cho mình nhiều giải thưởng danh giá, đặc biệt là giải Kim Ưng lần thứ 12. Ngoài việc làm diễn viên ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn làm đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng khác nhau. Mới đây, khán giả lại một lần nữa hào hứng đón nhận sự xuất hiện của cô nàng trên màn ảnh Hoa ngữ với bộ phim Tam Sinh Tam Thế Trẩm Thượng Tư. Xuất hiện trong phim mới lần này, cô vẫn giữ được vẻ đẹp trong sáng và diễn xuất tài năng của mình. Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư là hoa khôi của trường Đại học Minh Đạo. Cô nàng là diễn viên trẻ được khán giả rất yêu mến. Cô nàng sở hữu cho mình một gương mặt ngây thơ, xinh đẹp với lối diễn xuất vô cùng đáng yêu và pha chút hài hước. Triệu Lộ Tư thành công với nhiều bộ phim hay như Phượng Tù Hoàng, Manh Thê Thực Thần, Ôi, Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt. Cô có một lượng fan vô cùng đông đảo. Triệu Lộ Tư là một diễn viên trẻ có nhiều tiềm năng trong tương lai.
Tịnh Y. Cúc Tịnh Y khi đang còn là thành viên của nhóm nhạc thần tượng SNH48 đã tham vào làng giải trí phim. Trải qua nhiều sự kiện, cô đã chuyển sang hoạt động riêng và đã chứng minh được khả năng diễn xuất của mình. Cô nhận về rất nhiều thành tựu cho bản thân. Cúc Tịnh Y là một cô gái tài năng, thành thạo rất nhiều loại nhạc cụ như piano, violon o và cô sở hữu một giọng hát rất hay. Với nhan sắc trời cho, cô nàng luôn nổi bật với tất cả mọi người. Cô được khán biết đến qua nhiều bộ phim như Vân Tịch Truyện, Tiên Sinh Bơi Lội, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ. Bộ phim Vân Tịch Truyện thành công góp phần đưa sự nghiệp của Cúc Tịnh Y lên tầm cao mới. Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận được mệnh danh là nữ thần trẻ mãi không già, bởi vậy những vai diễn thanh xuân không làm khó được cô nàng. Cô đã gây ấn tượng mạnh với khán giả trong vai Cảnh Cảnh trong bộ phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Không dừng ở đó, cô tiếp tục khẳng định tài năng diễn xuất của mình qua các bộ phim như Mùa Hè Của Hồ Ly, Từng Đóa Bọt Sóng. Trong năm 2020 này, cô nàng lại làm khán giả đốn tim với vai diễn bổ khoái Lục Phiến Môn Viên Kim Hạ trong bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Bộ phim do Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận kết hợp đã làm mưa làm gió các fan mê phim cổ trang Hoa Ngữ. Không dừng ở đó, mới đây cô nàng lại làm khán giả bất ngờ một lần nữa với vai diễn Lý Tiêm Tiêm trong bộ phim Lấy Danh Nghĩa Là Người Nhà. Với tính cách hồn nhiên, ngây thơ, cô đã vào vai rất thành công nhân vật Lý Tiêm Tiêm và được khán giả rất ấn tượng. Tống Thiến. Tống Thiến là một cô gái đa tài, cô vừa là một người mẫu, một vũ công, một MC và đặc biệt là một diễn viên rất xuất sắc. Cô được nhiều khán giả ngưỡng mộ vì độ nổi tiếng và tài năng đa dạng của cô. Năm 2012, cô bắt đầu tham gia vào diễn xuất. Cô đã tham gia vào rất nhiều bộ phim như Khi Tình Yêu Đến, Bí Mật Mỹ Lệ, Cô Nàng Ngổ Ngáo 2, Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi, Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc. Bộ phim Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc gần đây nhất của cô được khán giả đón chờ từ những tập đầu của phim. Trong phim cô kết hợp với bạn diễn nhỏ tuổi hơn mình đó là Tống Uy Long, nhưng do Tống Thiến sở hữu khuôn mặt trong sáng hồn nhiên nên hai người nhìn không quá chênh lệch. Câu chuyện tình yêu bà già lái máy bay là điểm nhấn gây ấn tượng trong lòng khán giả. Tình cảm và những hành động lãng mạn của cặp đôi này khiến fan đứng ngồi không yên. Bành Tiểu Nhiễm. Bành Tiểu Nhiễm, cô nàng được khán giả biết đến qua Đông Cung. Sự xuất hiện quá hoàn hảo của cô trong vai diễn là một công chúa Tây Lương xinh đẹp đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Vẻ đẹp tinh khôi và tài năng diễn xuất của cô đã nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Cô liên tục nhận được những lời khen ngợi từ fan. Cô còn được các fan đặt cho nhiều danh hiệu như công chúa có sức hút nhất, nữ thần hồng y đẹp nhất. Từ đó cái tên Bành Tiểu Nhiễm đã nhanh chóng lên bảng xếp hạng và lượt tìm kiếm trên Google rất cao. Bản thân cô không tham gia nhiều phim nhưng với vai diễn Tiểu Phong trong phim Đông Cung thì khán giả đặt niềm tin trong tương lai cô sẽ là một ngôi sao tiềm năng. Bạch Lộc. Bạch Lộc được biết đến là một người mẫu, diễn viên của Trung Quốc. Một trong những bộ phim làm nên tên tuổi của Bạch Lộc đó là phim Chiêu Diêu với vai diễn Lộ Chiêu Diêu. Cô sở hữu vẻ đẹp dịu dàng và ngọt ngào. Khi vào vai Chiêu Diêu, cô khán giả ngỡ ngàng khi lột xác quá tuyệt vời của mình. Trong bộ phim khán giả thấy được một nữ đại ma đầu sát hại người không nương tay qua diễn xuất tài tình của Bạch Lộc. Cô kết hợp vai diễn với nam thần Hứa Khải. Cả hai kết hợp quá ăn ý và xuất sắc. Sự đột phá trong tạo hình và khả năng diễn xuất của Bạch Lộc đã gây ấn tượng và thu hút đông đảo khán giả. Từ đó, cô nàng sở hữu lượng fan đông đảo. Hiện tại cô vẫn tiếp tục trong sự nghiệp diễn xuất của mình và hứa hẹn mang đến cho khán giả những vai diễn hoàn hảo và hấp dẫn trong các phim sắp tới. Trên đây là top 10 mỹ nhân Trung Quốc đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ hiện nay. Đừng quên để lại những bình luận để chúng tôi có thể biết được các bạn ấn tượng với mỹ nhân nào nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé!